Xin chào các bạn, Hina Vlog đến rồi đây. Valentine sắp đến rồi. Thông thường vào những ngày này, các bạn gái sẽ làm bánh hoặc là sô-cô-la tặng người yêu. Và Valentine năm nay, Hina sẽ gợi ý cho các bạn một loại bánh cực kỳ đặc biệt. Đó là bánh xà phòng. Và để chiếc bánh xà phòng này đậm thêm dấu ấn cá nhân của một Gen Z chính hiệu, Hina sẽ tìm đến một chuyên gia trong lĩnh vực làm mỹ phẩm homemade từ nguyên liệu thiên nhiên. Cùng theo chân Hina thực hiện thử thách làm xà phòng xanh phong cách Gen Z với chuyên gia ngay thôi nào. Hello Hina. Ta-da, xin giới thiệu với mọi người chị Thư Đỗ. Chị là người làm mỹ phẩm lâu năm. Em chào chị Thư, hôm nay mình làm xà phòng với những nguyên liệu nào hả chị? Xin chào Hina, chị biết là em rất thích làm những cái sản phẩm từ thiên nhiên và cũng thích bảo vệ môi trường. Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ làm xà phòng từ những cái nguyên liệu này nhá. Đầu tiên là mình sẽ dùng dầu dừa 700g. Tiếp theo là chúng ta sẽ dùng bã cà phê sau khi mà chúng ta đã lọc qua với nước để uống ấy, thì chúng ta còn cái phần bã. Tiếp theo là chúng ta sẽ dùng mật ong 10ml. Nước chúng ta sẽ sử dụng là 175g của nước tinh khiết và không phải là nước khoáng ha. Một cái hóa chất bắt buộc phải có để phản ứng với dầu dừa. Cái hóa chất này được gọi là SUP, là NaOH. Và cuối cùng chúng ta sẽ dùng hộp sữa 1 lít đã qua sử dụng để chúng ta sẽ dùng nó làm khuôn. Em sẵn sàng chưa? Wow, toàn là những nguyên liệu ưa thích của em luôn. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái công đoạn đầu tiên, đó là chúng ta sẽ pha sút và nước vào với nhau. Chị Thư ơi, sút là một hóa chất đúng không ạ? Vậy xà phòng có an toàn cho da không ạ? Sút thì là một cái hóa chất và nó có thể gây kích ứng da trong quá trình mà chúng ta sản xuất. Tuy nhiên là khi mà làm xong rồi ấy, thì cái sút này nó sẽ được phản ứng hết với cả cái dầu dừa, cho nên là cái sản phẩm làm ra nó sẽ không còn sút nữa đâu em ạ. À, có nghĩa là khi xà phòng được tạo ra thì sẽ không còn sút nữa. Như vậy nó cũng vô hại với da đúng không ạ chị Thư? Đúng rồi, khi mà làm xong và khi mà xà phòng hóa hết phản ứng đã xảy ra xong xuôi thì chúng ta sẽ được một cái sản phẩm xà phòng nó vô hại cho da. Tuy nhiên là vì chúng ta chuẩn bị sản xuất nó, chúng ta chuẩn bị chạm vào nó nên chúng ta sẽ phải cần khẩu trang và găng tay để bảo vệ cho bạn mình nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ cần nước 150g vào đây. Sau đó thì chúng ta sẽ cần sút. Lúc này là lúc mà chúng ta sẽ đổ sút và nước và chúng ta sẽ đổ một cách từ từ. Mình sẽ không đổ theo chiều ngược lại, tức là mình không đổ nước vào đây ha, mình sẽ đổ sút vào đây. Và khi mà chúng ta đổ thì chúng ta sẽ vừa đổ từ từ và chúng ta sẽ khuấy. Khi mà mình cho sút vào nước này, em sẽ thấy này, hơi nóng bốc lên, nó sẽ sinh nhiệt ở đây. Hina thử sờ đi, xem thế nào. Wow. Nóng đúng không? Dạ. Thế bây giờ chúng ta sẽ chờ cho nó nguội. Bây giờ thì nó tan hết rồi nhưng mình sẽ chờ cho nó nguội nhé. Trong lúc mà chờ sút nguội thì chúng ta sẽ cân dầu dừa. Chúng ta sẽ cân 700g dầu dừa vào đây. Ok, bây giờ mình cân xong dầu dừa rồi thì chúng ta sẽ mang cái này đi rã đông. Và trong lúc chờ đợi á thì chúng ta sẽ pha cái phần bã cà phê, mật ong vào với nước và chúng ta sẽ hòa nó đều vào. Cái này Hina làm nhá. Vâng ạ. Dễ đúng không? Vâng ạ. Cái dầu dừa mình đun xong rồi ấy, thì mình sẽ chờ 15 đến 20 phút cho dầu dừa và phần sút của chúng ta nó sẽ hạ nhiệt về tầm nhiệt độ cơ thể. Ok, nó chỉ còn ấm thế này thì chúng ta sẽ cho cái phần sút của chúng ta và phần dầu, và sau đó thì chúng ta sẽ dùng máy xay để chúng ta đánh lên, nó sẽ thành cái xà phòng nhé. Cho Hina đổ vào cái này nhá. Dạ. Mình sẽ xay cái này ở đây. Hina thấy này, khi mà mình xay á thì nó sẽ có cái màu trắng tạo ra. Cái này chính là xà phòng đấy. Mình xay đến cái đoạn đặc như thế này thì đã là ok này, em nhìn này. Thì lúc này là lúc mà mình có thể cho cái phần cà phê với mật ong của mình vào đấy á. Ok, bây giờ Hina cho cái cà phê với mật ong vào đây nhá. Rồi. Mình sẽ cho cái xà phòng vào đây nhá.
hơi đặc quá một chút rồi đấy. Sau khi mà mình đổ xà phòng vào khuôn ấy thì mình sẽ chờ cho nó khoảng một ngày sau thì mình có thể tháo khuôn ra được. Bây giờ thì chị sẽ nói qua một chút về cái này. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái hộp sữa để đựng một cái sản phẩm mới thì chúng ta sẽ gọi nó là recycle. Thì cái này chúng ta đã nghe rất là quen rồi đúng không? Tái chế. Thế nhưng mà dùng bã cà phê để tạo ra một cái công năng hoàn toàn mới cho sản phẩm, tức là một cái xà phòng mà có khả năng tẩy ra chết từ cái hạt đó, thì chúng ta sẽ gọi nó là upcycle. Thì cái này chắc là cũng hơi mới lạ một chút. Thế cái xà phòng của chúng ta nó vừa có recycle và vừa upcycle thì nó rất là thiên nhiên và thân thiện với môi trường. Hello, Hina Vlog đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Đây là tập 2 của hành trình tự làm xà phòng hữu cơ của mình và chị Thư đây. Đã qua một ngày từ khi hai chị em mình đổ khuôn cho xà phòng và bây giờ là lúc chúng ta cùng chiêm ngưỡng thành quả. Khi lựa chọn xà bông handmade, các bạn sẽ cảm thấy tự tin và hạnh phúc trong việc bảo vệ môi trường. Không để các bạn chờ lâu nữa, mình và chị Thư sẽ lấy bánh xà phòng ra ngay đây. Chị rất là thích cái hộp sữa đựng xà phòng, tại vì nó có thể đựng một cái bánh, một cái khuôn xà phòng rất là vuông vức như thế này, Hina thấy không? Và để tháo nó ra thì cực kỳ là đơn giản, chỉ cần tháo, chỉ cần xé cái hộp ra là được. Thế thì bây giờ sau một ngày rồi ấy, thì nó cứng được như thế này rồi, thì mình sẽ cắt cái xà phòng ra nhá, Hina sẽ cắt nó. Xà phòng của mình ấy, nó có một cái độ dưỡng ẩm rất là cao, cho nên là để mà bọc nó thì mình sẽ không dùng giấy bình thường, sẽ dùng là giấy nến hoặc là giấy velour. Vậy là chúng ta đã có rất nhiều bánh xà phòng Valentine rồi các bạn ạ. Số lượng bánh có lẽ còn nhiều hơn số lượng người nhận mất rồi. Nhưng mà Hina và các bạn lưu ý nhé, là khi mà làm xong ấy thì chúng ta vẫn phải chờ 4 tuần sau mới dùng được cái xà phòng này, nên là Hina phải làm thật là sớm. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn buổi lễ Valentine thật xanh, thật lãng mạn. Cùng Gen Z sống xanh đi. Hãy đồng hành cùng Hina để trở thành một phần của Gen Z. Panasonic.